Rồi, trận đấu tiếp theo sẽ là trận đấu giữa Chiến binh và Lâm Thiên nha mọi người. Chiến binh là Tinh Túc ở phía bên tay phải của mọi người, Lâm Thiên là Tiêu Dao ở phía bên tay trái nha. Đã có lệnh bắt đầu rồi. Trận này cũng là trận quyết định luôn á. Ai mà giành chiến thắng là sẽ có khả năng đi tiếp rất là cao luôn. Cả hai đều đã dính tu rồi ạ. Chiến binh là người giành, Lâm Thiên là người giành quyền combo trước. Bị dính một cái trình văn ngọc. Hình như là dính thêm một cái trình ngọc nữa. Ô, đã chụp lại rất là hay. Bây giờ bắt đầu đặt bát trận đồ đồ tiên trận luôn. Lâm Thiên BK khá là hay luôn ạ. Xin chúc mừng Lâm Thiên đã giành chiến thắng và ghi thêm được 3 điểm cho mình. Xin chúc mừng Lâm Thiên.